Bà số đây từng học ní bạn chẳng sắm rap ngày ní dương bà cho mê riêng tì bàm buôn bà này khó bỏ dương bà hơi mê riêng tì bàm buôn ní cứ dương ní dây ẩm pi transport layer bạn chẳng môn nâng sắc xa lùm ớt ẩm pi mê riêng tì bàm buôn ở transport layer bà khiêm chong ní dây bà rùm lực lăng quanh tích chạy tơ mà quay để dương ban bà riêng đuôi mà hỏi bà pẹp bọn tình nâng bà transport layer bà chân quay để dương ban riêng đuôi mà hỏi bà pẹp bọn tình transport layer ní cứ dương ban riêng ông pi bà network model bà đại network model nó cứ dương miền pi bà model sầm khăn bà cứ OSI model hơi nâng TCP IP model mà hơi đồng mà ca này ca bà sân mà siêu message nè lơ bản đánh mình tha tam OSI model rư có TCP IP model thế bà kia chai đồng mà ca này ca nhà hơi nâng tổ tuôn message nè lơ bản đánh nâng bà chia sở tọp bà chân vi bẹp bọn tình nâng bà transport layer bỏ hiện đại nè ok hay đôi chia OSI model bà cái chai vi chia làm pi stop bà đại stop ti phẩm pơ cái ao chmua tha application layer bà stop ti phẩm mui bà presentation bà stop ti pram bà session stop ti bốn cứ transport bỏ hiện nis bà hay stop ti bay network bà stop ti pi bà data link hay nâng stop tí muối bà physical bà hay đồng nai ca này ca sân để siêu nâng đồng nai ca này ca sân bà cứ khang ôp bà nhá bà đồng nai ca nâng cứ chạp tí stop khang lơ cho mặt cọng bà bây giờ dây tí OSI cứ chạp tí bà application bà cho mò presentation bà bà tốt mà thiết cho mò bà session bà cho một đo tòa máu cho một transport bà hơi cho vì transport mà can network bà cho vì network mà data link hay bà to pi data link mà physical bà chấm này ca tờ tua là message vẫn cứ khang ô bà co tua bà khang ô bà co tờ tua nâng bà cứ đồng là cá tôi kia mình bà cứ chạp bị cao mà lang lơ mình nhé bà chạp bị physical lang tới data link lang tới network network lang tới transport bà transport lang tới session hay bị session bà lang tới presentation bà bắt to bị presentation tới đó là application bà p là tới đó là application bà dương để chia user này cứ ai đăng ban tha bà message những chị ấy bà là ní cứ xem thì dây rụm lực là quen khắc khắc bẹp phong tình nâng bà ở vây để dương ban riêng mà hỏi đây bị bẹp phong tình nâng mê riêng thằng ngày đi bỏ dương cứ bà transport layer nè ok bà chân môn nâng cho sắc xa lùm ớt ông pi transport layer bà nè nâng ọc ní phía dìm bà xoay vô chùm non chương viên tạch máu đồng bầy dương bà ai vô ban chia sẻ nhanh tư tếu tha transport layer nâng bà càng nghe chỉ ruộng bỏ viên nâng cứ thua ấy bà chia sẻ tốt mùi đây là bề miên ca tổ tù khó trâu chỉ ruộng nâng thua ấy bà chân bị transport nè tổng ốc nhiệt đăng hơi bà tệ tâu nâng ca đặc trình chun đưa cả đặc nòm hơi layer nâng cứ sổ tốt nâng bà chân transport layer bà cao tổ tù khó trâu chỉ ruộng bỏ viên bà tù này thì chỉ ruộng bỏ viên bà cứ đầm bay ở đất nòm bà hay đất nòm dây kể bà cứ đất nòm ở phnay này trên lần này bà bí cam vị thị đã đai của phong tần la cá nó lơ ốp bà có mũi tập can ở cam vị thị đai của phong tần la cá lơ ốp bà có mũi tiền bà đôi chỉ nét tầng ốc nia bà tụm nét tụm nông nia tam ở telegram bà ấy chỉ đám bà chân transport layer vì nâng đặc nôm chùm này này tên là nấy bì bà cam vị trí telegram bà đai cũng phong tên là ca nâng lơ bà computer rồi smartphone bọn này tổng ọc nế nâng bà tập cam cam vị trí telegram đai cũng phong tên là ca nâng lơ computer rồi smartphone bọn đai cú xong tên nế bọn nè tổng ọc nế nâng bà chân là nít cư chỉ ca nghe chỉ ruộng bọn
transport layer và tệ tệ từng năng ca đặc nôm và chôm nay này tên là này bị cam bị chi đại công phong tận ca và nó lơ và ốp cò na mũi từ căn cam bị chi và đại công phong tận ca nó lơ ốp cò mũi xịn tiệt nè ok bà to ở lơ bà to bị dương ban vô bị ca nghe chỉ ru một ví bản chân dương cho tập sắc xa lùm ớt ông pi transport layer ok to bà ok chân nâng nâng ở mê riêng ti bùm buôn bà đè bà dương sắc xa ông pi transport layer nít bà dương lược dơ ở phần này xâm khăn mua chùm luôn bà hơi phần này xâm khăn mua chùm luôn nâng bà vì miên ở objective bảo vệ bà cô bấm nón bảo vệ nè bà to pi dương ở sắc xa phần này bà xâm khăn ở tầng nâng bà ta dương ở tool bar là với để chia bà chấm này đăng đồng bây dương ai giờ apply bà ta lưu đồng đầu ca càng như chất sài mà dương nè ok bà chương được nâng miền tây vùng buôn nít dương lưu giờ ở pi chấm nói sầm khăn bà mà thôi ca chạy đồng lấy đồng bây này thằng ở kia vô đăng vì bà bàn thay em tiệt nâng bản chân chấm nói sầm khăn tìm mũi và bổn buồn chọc mũi cứ dừng lược dọc mặt bằng hai chạy tâm nâng transport layer protocol bản chân transport layer protocol nít và đôi nhà thằng ốc nia bàn đắng và bịa thạp protocol và cứ chia bằng đông này trở về thiên cực cường ca tùm nẹ tùm nâng bản chân rô ca tùm nẹ tùm nâng lơ bằng đánh và bản sân và admin protocol thế tôi bây chỉ ốp có nâng miên ca top shop chỉ lẹt nạ physical cả đòi bà chân ca tụng lệ tụng nông ca tê tình lấy đứng bằng ai ca miền bàn thì bà đạch khát ra ca protocol bà chân transport layer protocol list bà dương xong đau từ lưu bộ bộ protocol rồi bỏ transport layer bà đại dương pra đầm bây thư ca đất nôm chôm nay để tên ở nơi bì cam bà chi đại cùng phong tình nào ca nó lưu ốp có mùi thật ca nơi cam bà chi đại cùng phong tình nào ca nó lơ ốp cò mùi tiệt nốt bà ok chân bà anh ấy cứ chia phần này sầm can thì mũi cứ dương nừng sắc xa một pi bà protocol được bọc transport lấy giờ ok hai phần này thì mũi ní dương bình vô thật tá bà protocol bọc transport lấy giờ bà hơi nâng sẽ va cam ở xem xén bà com tra đo là ca tụng nhẹ tụng nâng bà nó lơ bằng đai chân lấy nâng chẳng mạch mà chân dương nâng lòng ớt bê đầy dương cho đo chùm lực nâng bà hơi chúng nói tí pi này phần này sầm khăn thì mỗi cư dân phần vô pi bà cô bầm nón bà này transport layer bà cô bầm nón bỏ transport layer bà đại kỳ pra đầm bay cực cơn ca plati rồi ca đất nôm tên là nấy bà nó không ca tùm nẹ tùm nâng mỗi cháu chúng ta end to end communication bà chân end to end communication nó cứ ca tụng nẹ tụng nâng rồi viên và ốp cò pí và pí cam vị thi đại cùng phong tận nào ca lừa ốp cò muối tập cam cam vị thi đại cùng phong tận nào ca lừa ốp cò muối tiệt ai tha pí cam vị thi đại cùng phong tận nào ca lừa computer sender tập cam là cam vị thi đại cùng phong tận nào ca lừa computer receiver đôi khi ông bạn lừa lang bị càng đam tệ tầng dương pra cam vị thi đôi khi bà telegram rồi còn messenger bà rồi còn line bà ấy đồng bày thưa ca tổng nẹ tổng đào nâng chân cam vị thí nâng cầm phong tay tổng nào ca lỡ bà ốp có pi bà ai rồi viên sân đá hay receiver chân màu cái hào tha end to end communication ok hai bà chúng nói bật tốt này phần này xâm khăn tìm mùi nít dương phần dô bì lẹ cả nạ này bà protocol pi xâm khăn bỏ transport layer cứ miên ở TCP hai nâng UDP bà chân dương nâng bằng hai anh ta tá protocol bỏ transport layer TCP nâng vi thuơ ca dường mấy bà hơi UDP nâng vi thuơ ca dường mấy vì miên lẹ cả nạ cóp xung co dường mấy bà ruông bằng chô tên bà port bà number bà tệ tên nâng lấy xung co port bà hơi nâng ca pra ports bà ọt tên nâng nâng chân port bà cứ kê xung co ao xe va cam xe bà đôi tệ nẹ tầng ọc ni bàn đấng bà server muối ai miền service chỉ trả nè bà dương miền mà sân server muối dương ai thuê vị trí web server có ban chỉ mail có ban chỉ để HTTP chỉ DNI hay xịn bản chứng
Web service và trao bán ở sân sông với chị đàm hai dương nâng và lùm ất về để đào chụm lực nhận nè. Ok bản chân anh ấy cứ bẹp vô nâng phần này xâm khám tìm mũi hay phần này xâm khám tìm bí và phần buôn cho bí ní và cứ dương sắc xa một bí TCP hay nâng UDP và chỉ protocol xâm khám bí đồ bó transport layer bản chân nâng nâng phần này tìm bí ní và dương thuê ca priếp thiếp đồng nà ca ในโปรโตคอลบ่ฮะทรานสปอร์ตเลเยอร์บ่ได้ความเตรดอลกาตุ่มเนี่ยตุ่มเนาอย่างฮาวท่า end to end communication นึงบ่ end to end communication นึกชั่วมันเลือกลางปีแข่งดามสมดาวตัวเลือกกาตุ่มเนี่ยตุ่มเนาบ่บ่ได้กำปองตุ่มเนากาบ่บ่ได้เลือกอุปกรณ์ปีมีในท่าบ่กำปองแต่ประประกรรมบัญชีបាទនៅលើឧបករណ៍ពីរដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នានឹងឧទាហរណ៍យើងកំពុងតែប្រើ Messenger បាទនៅលើ computer របស់យើងដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយ Messenger នៅលើបាទ computer ដៃគូសន្តិភាពរបស់យើងជាដើមអានឹងគេហៅថា end to end communication អូខេហើយក្នុងនឹងដែរយើងពន្យល់ថាតើបាទ protocol TCP នឹងបាទវាបង្កើតការទំនាក់ទំនងបាទហើយនឹងកាត់ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយការទំនាក់ទំនងរបស់បាទ TCP ហ្នឹងបាទជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាបាទ reliable communication បាទជាការទំនាក់ទំនងមួយដែលអាចជឿជាក់បានដែលអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹង TCP ហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតការទំនាក់ទំនងអាចទុកចិត្តបានហ្នឹងហើយពេលដែលទំនាក់ទំនងបាទនឹងត្រូវបានបញ្ចប់វាបាទផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនឹងយ៉ាងម៉េចណាអូខេយើងនឹងលំអិតពេលដែលដល់ចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងបាទចំណុចមួយទៀតយើងពន្យល់អំពីប្រូតូកូលរបស់ TCP បាទរបស់ Transport Layer គឺ TCP Protocol ហ្នឹងបាទតើតើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាបានថាការទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺអាចទុកចិត្តបានការផ្ទេរទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍ពីរហ្នឹងធានាថាអត់មានបាត់បង់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែ TCP protocol ហ្នឹងវាមានយន្តការមួយគេឲ្យឈ្មោះថា acknowledge បាទ acknowledge គឺបាទពេលដែលឧបករណ៍ទទួលបាទទទួលបានចំណាយផ្សេងផ្សេងនៃ segment បាទនៃ data ដែលបានផ្ញើពីឧបករណ៍ផ្ញើអញ្ចឹងវាតែងតែ confirm បញ្ជាក់មកវិញហៅថា acknowledge បាទដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ផ្ញើដឹងថាអូខេចំណាយអស់ទាំងហ្នឹងគឺឧបករណ៍ទទួលបានទទួលហើយអញ្ចឹងវានឹងបញ្ជូនចំណាយបន្តបន្តទៀតនៃទិន្នន័យបាទក្នុងករណីដែលពេលដែលឧបករណ៍ផ្ញើវាបញ្ជូនចំណាយមួយចំនួននៃទិន្នន័យទៅឲ្យឧបករណ៍ទទួលហើយឧបករណ៍ទទួលអត់បាន acknowledgement មកទេឧទាហរណ៍ថាទិន្នន័យនឹងអត់បានទៅដល់វាអាចមានបញ្ហាឧបសគ្គតាមផ្លូវអីបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍ផ្ញើនឹងផ្ញើចំណាយទិន្នន័យដដែលហ្នឹងមកសារទៀតបាទអញ្ចឹងការដែលមានយន្តការ acknowledgement បែបហ្នឹងបាទទើបធានាបានថា TCP ហ្នឹងគឺការផ្ទេរទិន្នន័យរវាងបាទឧបករណ៍ផ្ញើហើយឧបករណ៍ទទួលហ្នឹងគឺវាអត់មានការបាត់បង់ទេបាទវាធានាបានបាទនៅបាទទិន្នន័យដែលធ្វើការផ្ទេរនឹងអត់មានការបាត់បង់ទេដោយសារវាមានយន្តការនៃការconfirmation ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងប្រភេទហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ reliable communication បាទការទំនាក់ទំនងមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានណាអូខេបាទហើយបន្តមកទៀតយើងពន្យល់អូ sorry យើងរៀបរាប់ឬក៏អត្ថាធិប្បាយបាទពី UDP client process to establish communication with server បាទពី protocol UDP ដោយសាររបស់ transport ដែលយើងបានលើកឡើងយើងមាន2 protocol សំខាន់ TCP ហើយនិង UDP បាទអញ្ចឹងយើងពីបាទអធិប្បាយឬក៏ពិពណ៌នាអំពីបាទ protocol UDP ដែល client
prao đầm bay bạc ca son tận nia chỉ mùi server bà đôi chia DNI client hay DNI server bây giờ DNI client trao ca sầm ná bị DNI bà thưa sầm ná từ can DNI server đầm bay ban sự và cam bộ prai bị chung mua từ can IP chỉ đám bà chiến client prao protocol bây giờ mở đầu sự tổ tị bốn cứ bà stop tị bốn nó chấm dây bây giờ OSI model bà tại sao bị miết một phần stop bà cứ UDP protocol đấy, ok, bà chẳng dân nâng lùm ách về để đào chùm nội ổn tình nâng bà thay chùm nội chẳng cỏi này phần này bà xong khám tí bí cứ bộ buôn chạy bí bà dương nít bà dương bà determine whether high reliability TCP transmission or non guarantee UDP transmission are best suit for common application bà dương thưa ca cộng lớp sầm co bà thật tá ca prapra TCP cộng ca đặc nom tận đây để miên cộng rất ai chưa chẹt bố bà rư co bà pa prapra UDP đây mình ai bà cái hào tham mình ai tận địa bà nó tụm lục chẹt nứng bà thật tá vì lo sầm rap cam bị thi prapra bà nạc là thật tá TCP nứng vì prapra xong sớm là o chỉ mua những cam bị thi nạc lắc và chỉ mua những application program nạc lắc hay UDP những vi xong sớm vi là o chỉ mua những phổ và application program nạc lắc và chỉ mua cam bị thi nạc lắc ok và chương trình cứ chia phần này sầm khăn tiếng pí để dương những lượng dược mà vừa ca chạy làm lễ hay những và cô bấm non này phần này mua mua bà ok tỏ ở lâu dương châu từ sắc xa hôm nay sầm khăn bà tìm mùi từ ngọc nía cứ bổn buồn chạy mũi bà phép phong từ nâng transport layer protocol bà transport layer protocol bà được xem ban ở lược lang clack clack pi khẳng đam hái bà transport layer protocol nít dương sầm đau từ lơ bộ protocol này transport layer và đại dương pra protocol ở tận nâng đầm bay thưa ca đất nòm và rồi có đất chuyển chun và chấm nay nơi tận ở nơi pi cam vị trí đại cầm phong tận nơi cá là lơ ốp cò muối và từ cam cam vị trí đại cầm phong tận nơi cá là lơ ốp cò muối xịn tiệt và đôi chỉ nẹt ngọc ní và son tận ní chỉ muối đại cứu son tận ní bảo nẹt ngọc ní tạm dẹt telegram ấy chỉ đại hồng chứng và transport layer và bị miễn protocol vía vía những đặc nom và này đây data nó pi cam về thi telegram khang sender nó và từ cam cam về thi telegram khang receiver ok và chương trình mơ và transportation of data và chương transportation of data này cứ và tạo tâm từ nâng cao đặc nom được cao đặc chỉnh chun data nó và hơi vía chỉ tua để tí bó transport layer đối chiếm ban lực là gồm ban mình chừng nè ok chứng role of the transport layer bà chịu sắc xa bì tua nửa tí bó transport layer bà transport layer miên tua nửa tí bà xâm khăn ở mua chùm luôn bà đối dương ban lực mà bằng hai nít bà chứng tua nửa tí xâm khăn tí mua nút cư bà responsible for establishing a temporary communication session between two application and delivering data between them ba chung ka tu ni ti samkhan ti muoy nung keu tu tu khof trou knong ka bongkaet ba ka santania ba che lakana pdo asan rovieng kamvithi 2 ba do jeung ban leuk lang chung ba rovieng application rovieng kamvithi khang và ở tí hoa kháng sender hay một căn ở cam vị trí kháng ở receiver chẳng màu tí hoa dương pra cam vị trí nào mỗi đồng bay ở prasai tệ tờ kia đôi chìa messenger chỉ đạo mà and delivering data between them và chẳng phê là viết bật ca connect cap shop kia hơi và dương ai pra cam vị trí chẳng phí nữ và đồng bay thuê ca tê data ở viên và ốp co để cho rút nông ca son tình yên năng và chẳng hạn cứ chỉ tua này tì sống khăn tì mùi hơi dẫn mơ ta vì bậc ca ca son tình yên chỉ lẹ cả nạp và đọa xóa nâng và vì bậc ca tùm lẹ tùm nâu chỉ lẹ cả nạp và đọa xóa nâng chẳng bạch tù bình
bà đôi nhận ở khnì ban pra Campuchia nông ca tụm nẹt tụm nâng khnì bà chia mà hỏi bà phát triển bón đi đôi chỉ Messenger Telegram ấy cứ chỉ popular bà mình đây ta chỉ Campuchia mới là dùng pra nông ca tụm nẹt tụm nâng nó cứ vì miền bị chia prai phiền mệt tệ chứng về đây tụm nẹt ca này ca thuê cá hàng sâm đó bà chấp đam bây application bà chứng về để cho mà đào transport và hàng sân đó chắc bị lừa cho cáo mà được cho bạn thì bài thì hàng đàm chứng và chứng bây giờ mà đào transport chứng transport để chắc đàm bậc ca connection từ ca này cam với chi và này ở bậc ở từ túa và thì họ dùng para telegram và chứng transport hàng sân đó nó cứ bị chắc đàm bậc ca cặp ca shop từ ca này và telegram và từ ca transport và này cam thì và telegram hàng receiver thì họ thay dùng para telegram đồng bay tận nẻ tận nẻ kia đó ok chương vi bậc ca ca bà son bà ca tụm nẻ tụm nẻ lúc chia lệ cả nạp và đỏ son này về để nẻ tận nẻ kia chụp tụm nẻ tụm nẻ kia tam telegram nó bà chương vi nâng cao đại ca tụm nẻ tụm nẻ với hai nẻ tận nẻ kia ai para telegram nó tới tụm nẻ tụm nẻ chỉ mùi đại cu son tận nẻ mùi xem tiệt bà chương men phụ cao tụm nẹt tụm nâu chỉ riêng là khô thì cứ phụ cao tụm nẹt tụm nâu nó chia lệ cả nạp và đỏ son tại phần nọ về đại dương tê đã ta chọc sọc group hai và cao tụm nẹt tụm nâu đầu viên application và nơi opaco tiền phí nâng và đầu viên cam về thi pra này opaco tiền phí nâng đội dương lược vì tê là gram chỉ đạo nâng nâng trâu ba nâng cắt phát đạch và để ạ này nhạc ôi opaco tiền phí nâng ai pra cam về thi nâng phụ và tập can đại cứu son tận địa nào xin tiệt và chứng nâng cái hào tha temporary communication session và tệ tơ nâng ca show ca tụm nẹt tụm nâng và chia lệ cái nạp đỏ sau thế đấy ok hơi vì chỉ ca và vì chỉ tour này ti sầm khăn mũi bọt transport layer ok hơi tour này ti sầm khăn mũi tiệt bọt transport layer cứ và link between the application layer and lower layers that are responsible for network transmission. Và chứng tư này tí xong khăn TP bỏ transport layer cứ vì shop và stop application layer cứ stop khẳng lớn và chỉ mùi nâng bằng ta stop khẳng cầu và đôi nhẹ tự ngọt nha bán khơi và transport vì shop vì application và stop khẳng lớn chỉ mùi nâng bằng ta stop khẳng cầu và miền internet network access đài mà nó dừng dây dòng phi TCP IP model đã chỉ internet model để dừng pra sọc ngày nâng nè ok hai việc shop đầu viên application hay nâng bằng ta stop nâng cứ khẩn côn bụng nóng ấy và chẳng việc shop đầu viên application hay nâng và bằng ta stop khẳng cầu nâng đồng bây ở dương ai thưa ca bình chun nó lừa bằng đài nhận thưa ca bình chun tên đây nó lừa bằng đài nhận nè ok bà hơi đôi ban bằng hai bà nó không rụp hiệp nít bà enabling applications on devices to communicate bà chẳng biết đây tha transport layer vì anh này nhạc ơi cam bị thịp xếp xếp bà nó lừa bà ốp có bà và xem xe nhưng và đôi khi mà lực là cam thì mà chỉ luôn miền ở và Skype miền ở Telegram miền Messenger chỉ đám và chứng nó lơ opaco xe cam thì xe nhưng dương ai user và nẹp pra và opaco nó ai pra cam thì và xe nó lơ opaco nó đầm bay pra sai chạy tàu kia nè đầm bay thưa cả thế tận này ở kia tụi mình tham ảo và thì họ dương ai thì và ai trả prà cam bị chi đơn lơ và popo ở IP phone đầm bay thưa cả tụm nẹt tụm nâng và ai trả cam bị chi và đầm bay tụm nẹt tụm nâng đơn lơ popon và sọc sai và ai tụm nẹt tụm nâng và đòi trả cam bị chi đơn lơ và computer network và đơn lơ tê bàn đai telephone này chỉ đàm bàn chứng là nâng xuất tay và chia và tour này tí này transport layer để ai ơi user para cam bị thi xem là lừa opaco nó đầm bay và tụm nẹt tụm nào kia nè ok và hai nẹt tụm nào kia mưa và thay tiết và vậy để cái ban và đã được không và
Like this, but the transport layer move data between application on devices in network. But chúng tôi này thì biết cứ plati ở tên là lấy đầu viên ở cam vị trí safe và nó lỡ opaco và safe những và nó không vận tải đối dương bàn lượng là chừng và dương ai prapras cam vị trí đôi chi và messenger đôi chi skype đôi chi telegram ấy và đồng bày thừa cả plati data vì cam vị trí nó lỡ opaco và dương nó tất cả là cam vị trí bạn là lựa opaco và đại cứu xong tận địa và dương nè ok bạn chân dương ở chỗ chúng mình và to tiếp và transport layer responsibility và theo tên lần ca tự tu là control và robot transport layer bạn chân transport layer và vì miền tổng nuôi control và nơi rương và sống khăn chỉ trắng và đôi chia và tracking the conversation và tracking the conversation và trên tracking the conversation này cứ chỉ tụm nuôi control mùi bỏ transport layer và đại vì tam đán lụm hô này cao xong tình yếu và rồi viên cam vị trí và khá thật between the source and destination application và rồi viên cam vị trí khang opaco prophop và hơi những cam vị trí khang opaco cô đảo này và đầu viên cam vị trí khang opaco và phốp hơi những opaco cô đảo giống mấy đôi khi bàn lực là khẳng đàm chân và ở tí hoa tha dương đầu viên opaco pi để xong tình yêu kia nó user pra cam vị trí nào mùi tí hoa tha messenger chân nè và chân phê là dương tê data vì messenger khẳng sender từ cam receiver nâng và transport layer nó vì tam đàn ca son tình yêu nâng ạ và đồng bây tình yêu bàn tha ca phát tế tên là nây đầu viên cam vị trí bị xanh đơ từ cam thị siêu vơ nó tên là nây nó admin và bạc bọn tạm lâu thì tên là nây nó trâu tại tờ đó và khu đầu và bật bật cọp nè và đòi xa vì miên dự ca tổ tôi khó trốc nó ca tam đàn nâng chân bật xanh là vì tam đàn tớ khơi thập này nà mùi và này tên là này đứng từ ban ở ấp từ đầu cù đáo ở chân này để ấp ban từ đầu cù đáo nó viên đứng bình chun là bình và chân ca từ tua khó trâu còn ca tam ban ở ca son tình yên đứng để vừa ao và transport layer và ca bình chun tình này bảo viên đứng cứ ai tục chật bàn nhé và ai tục chật bàn ok hai và tập nối khó trâu mới tiếp bảo transport layer để tăng nâng ở và segmentation và trước này tôi nghĩ tôi đang thả ta ở với chi segmentation hai hết ấy trăm bạch và thưa segmentation này và chân segmentation ấy cứ chia và ca chạy và tên là này và thông muối tôi chia chùm này tôi chỉ tràn hai ca để kê chạy tên là này thông muối tôi chia chùm này tôi chỉ tràn nó cứ bảo đảm nghề xua nông ca cướp cướp hay nông nông ca đặc trình chun rồi còn đặc nom pi và prop hút từ can cù đào nè ok bản chân dạng mấy ban là con là ca chai tận đây thôm môi từ chi tôi chỉ cho nó vì bảo đảm nghề xua và nông ca cướp cướp hay ca plati nè bản chân để tổ ốc đi xa là bóng kết mơ bảo xâm bà dương miên ở tên ở đây đó thông mũi hơi dương ốc ban ở chai bia bà chia bẩm nay tôi tế dương bà chun bà tên ở đây đó thông bà nó lơ bẩm đai bì bà phúc tờ can cô đào tài mà đó bà có nát bia bà chồng bà nhá bà đô chì ca bà dư giao ấy chỉ đám bởi xa tên ở đây đang bị thông thêm bếp ok chân à nâng cứ chia bà nhá bà chồng mùi bà ok chân đầm bay chi viên nở ba nhà ha đó nè và cái bán chai và tần lấy đến chia chùm này tôi chỉ chán cái hào tha segmentation hai ca chai nó cứ chỉ ca tụt tua khó trớ và đức là chỉ phía được cách được bó transport layer ok header used for reassembly is used for tracking và chân phía để cái bằng bay chấm này tôi và bấm bay tên lấy thôm từ chia chấm này ở tôi chỉ trang làm bay nghe xuống đồng ca cướp cơm hay đặc trình chú nắng và không chấm này ở mũi để mũi nó kê miên ở shop
bà khang đam này chôm nay tên là này tôi nhắn kê miên bà shop bà nơi bò đầm miên xây xây đầm bay nghe sưu nông ca tam đán hay nông ca bà nông ca riêng chôm lần với nhầm bà chân miên này tha chôm nay ni mui bà này xịn mà nứng kê ban bong lê tam lùm đạp lùm đói bà đầm bay ao bê đẹp này ni mui tới đó là ốp cò tự tua nó cứ ốp cò tự tua là reassembly bà reassembly nó cứ về riệp chom lần vịnh chẳng bao giờ ăn miên băng lấy tam đồng đạp đồng đòi thế và cọp na về để nay để mui bà này sạch mà nó bà sạch mà để mui tới đó là ốp cò tự tua nó về bà riệp chom ăn ban tam đồng đạp đồng đòi chẳng tên là nấy nó về ăn ai đôi đồng đòn đại mì chẳng ban chia kê trâu ca bong lê tam lùm đạp lùm đói bà nó lơ sạch mân đi mùi nắng bà đâm bay ao ốp co tụt tuốt với ai riệp tam lùm đạp lùm đói tình yêu ban tha tên là này nó cứ để xa ba nó tùm rung đạp hai ca bong lê xùm co hôm nay đi mùi bà nơi đà ta để dân hao thà sạch mân nắng bà có chui đó là ca tam bàn đài nè bà chui ca cướp cướp cùng ca tam bàn đài bà tam bàn được mình ở ti ho tha hàng sân đá sân segment lệ mui lệ pi lệ bảy từ ai receiver ok hai bắt to một tiết receiver từ tua ban bay segment nâng vì bà confirm bà vì acknowledge một pháp sân đá tha ok bây dịch mình nó bị ban từ tuổi hai bà bắt đầu máu sân đời chập đam sân dịch mình lịch buôn lịch pram lịch bộ mùi ok hay bây giờ sân dịch mình lịch buôn lịch pram lịch bộ mùi nó bà thì họ chạy đón cả nạp phiền nó miền phai nhà được có miền ô bà sạc nơi lại nhà mũi bà dịch mình nó ấp ban từ đó là bà receiver thì bà ok ấp ban từ đó receiver thì chân bây giờ ấp khơi ca bị chạy bị receiver mà với nhà bà sân đó là sân dịch mình buôn pram và muối nó mà xa tiệt bà đòi vì cất tha sinh mà nó phải hai chỉ miền bảy hà tạm lâu rồi bạn chẳng hai ba là ca bong lê bà ơi sinh mình thì muối nó dương ai vừa ca tam bàn bà đồng bày đồng thà ta hôm nay na này sinh mình receiver ba từ tua hay hôm nay na này sinh mình receiver ở ba từ tua bà không cả nay đã ở khơi receiver bà anolic mà vinh bà pẹt con được hôm nay này sinh mình để về ban là nhà từ hơi nắng chẳng viên nâng nhà sạch mà nâng mà xa tiệt bà đầm bay tình yêu bàn tha tên là nây bà ca tùm nè tùm đấu nó cứ ai tục chật bàn nè ok hai ca tục tuôn khó trâu rư ca tục tuôn bằng tục môi tiết bỏ transport layer cứ tẹt tên nâng identifying the application bà cóp xong có application thêm xin bà đôi khi ông ban lực lượng hàng đám là hỏi bà server muối bà ai miên ở server cam chỉ tràn bà như mơ đôi ban bằng hai được không rụp hiệp nít bà server muối cứ miên server cam chỉ tràn miên đôi chi server cam email server cam tệ tên là instant messaging bà server cam bà multiple web page bà miên website tràn bà online video chatting bà streaming video chỉ đạp bạn chắc server mới nó cứ admin server cam chả đội bàn lực lắm và hơi mệt là phần đăng thế admin điện IDACP admin FTPA và thay tiết Astray dương để đẹp cho mày chân đòi xa ta server mới bà miên server cam bỏ chả đẹp nắng à ta thưa dẫn mình và tiếp server đăng tha ta client access mà server nó à và shop mà server nó à client sau xong sẽ vào cam buổi nào bạn chứng to tại miền ca có sầm co tha sẽ vào cam muối này sầm co đợi ấy sẽ vào cam muối xây tiếp sầm co đợi ấy bạn chứng đầm bay ao server đăng tha ta khai ăn sau xong sẽ vào cam buổi nào nữa bà ca từ tua khóc trâu đầm bay cầm nọ bàn thả ta sẽ vào cam na để khai ăn sau xong nữa bà cứ chỉ ca từ tua khóc trâu bật transport layer bà dừng hào tha identifying the application chúng nơi transport layer và kê miên shop chỉ mua những lake port và how the port number và chúng tam giác port number và bill đã là request nước mang từ đó server và tam giác port number server đăng tha
Transport layer và vì add port cool down nó cứ port ở 80 và chấm port 80 nó phải chạy tha web service trong bao giờ sống chấm về là request và trên vì transport và layer và này client từ đó là server đó transport layer này server và chấm server đang tha web service và trong bao giờ sống nè ok và trong bao giờ sống ok bạn chứ là đi bẹp con tận nâng ca tổ tuôn khó trâu xâm khăn tí bấy này bà transport layer kia ai chứ mô tha bà identifying the application hai bà xâm bà client request tự can server đã port hạ bầy bà port cooldown đã hạ bầy chứng bê để tơ đó server server đang tha DNI service trong bàn sản xâm ok, tỏ, ở lâu dù mưu bẹp bọn ở cái lại identifying the application nâng và có xong call thật ta application nà để client nào xong và chỉ phía rẽ chỉ cao tổ tuôn khó trở bỏ ở số tốp tí buôn đá đồng bây ở server đang thả ta sẽ vào cam nà để client nào xong và hơi kiên dự xong call bộ phết sẽ vào cam tạm dạng port nâng và chứng khiêm ai demo bằng hai nhà tổng học liên tích và đồng bày đồng học liên có xong call nà ok, đời xa server dưới cứ miên là sẽ vào cam tràn và ok, tỏ lời mà mượn tích nhằm demo bởi trẻ nhà tổng học liên tích để tầng ca tuôn khó trâu tí bấy và robot bỏ transport layer để dừng ao chứ một thà và identifying the application ok, chứng khiêm ba nó riêng chom bà đào dịch ra mối đồng bây chơi lại tốt tận nâng bà ca cọp xâm quân lấy sử dụng cam để chia tuần tì bọ transport layer bà để chia tuần tì bọ transport layer nè ok bà dì mơ identifying the application bà chân lơ server nít bà nè tóc nê khơi nhờ chân miên server tì mùi nít bà hay server mới nick riêng miền ở Seva Cam ở Tràng và chăm khi mà share nhà tổng học niệm mới và nhà tổng học niệm khi chăm khi mà share screen và chương đôi nhà tổng học niệm khởi mình lên server này nhà tổng học niệm chọn mà service mouse và nhà tổng học niệm đang khởi miền Seva Cam chỉ Tràng đấy và miền đôi chỉ HTTP nick và đang kẹt tầng đang web và Seva Cam và tệ tên đường web cái dương là xoay tự căn ở website và nà mũi hơi đi HTTP nít và sẽ vào căm đại dương ai tự tuôn bán IP đổi xoay của bot và ok hơi anh ấy xâm rập IP version 4 anh ấy IP version 6 và TFTP nít và sẽ vào căm đại dương ai tự cả transfer file và nâng lưu bằng đài nâng hơi DNS và sẽ vào căm bẹp bọn đường cao bộ price và bị chung domain tự căn IP chỉ đạt hai miền sử dụng cam xem xin tiết đổi mail để chỉ đám đi bản chân nâng lên server mới nè dường khơi dường miền sử dụng cam chỉ tràn bản chân pair đài client request service một can server ta server thua dường mách đăng tha client và sử dụng cam mùi nả đời xa nâng lên server nó cứ dường miền sử dụng cam chỉ tràn hai dường ai install sử dụng cam xem xin và thay tiết tự tam là bảo cả nè ok, chân server ai đang bán và đòi xa tại ca tổ tuôn khó trâu bỏ transport layer và ca tổ tuôn khó trâu mũi kia ao chung một thà và identifying the application và identifying the application nó cứ và mau đào transport layer và sẽ va cam này mũi nữa và cứ miên add lake port xong còn và mà đào transport layer nó vì add lên port xong còn ở thì họ sẽ vào cam ở tệ tầng web và HTTP nít và P để cho cái application mà đào là transport và vì add lên port xong còn và cứ port 80 và chẳng P để port 80 nâng à trên P client à và port cool down 80 nâng trên P client mà đào server nè và chẳng server đang tha và web service trong bàn sản xong chân vì ọt provide DHCP vì ọt provide DNI thế vì nâng provide web ok, hai bà sân là
client này airport hạ bay và airport go down chỉ port hạ bay hai request nó mà server chân server đừng đăng tha và DNS service trở bằng sản phẩm chân viên được trả lời top mà mình và chân anh ấy cứ chỉ tour để đi và chỉ cần tour có trao sản phẩm mới bằng transport layer và đòi vì add lấy port sản phẩm ở service ni mui ni mui ba min lake port sam kor sei sei khnie teup server da damnao ka seva kam chi chran nung a dang tha ta client sma som seva kam muay na okay toh a lou jeung me ka ba bong hai tik ba ba okay chung na lơ server ni mình min service chran hai lơ khnyom pdaot vi te lơ web và khi bắt đầu từ lơ web ok khi mình thuê vì nó khi mình tiếp cho mà web mới ok hai web nâng dừng đăng hai khi mình protocol và application và cứ HTTP và chân HTTP ní P để mà đó là transport và P để mà đó là transport và P để mà đó là transport nè vì add port 80 và port 80 nè và port 80 và ok mơ đồng bây giờ sẽ thực căn website và dương bằng web browser máu nè hay vay IP đi có domain name ok chứng protocol đi bỏ application cứ và HTTP ok P là modal transport và P là modal transport và chứng transport và add port cool down cứ đặt port 80 và chân port 80 này bây giờ request chân bị client mà đó là server và server mơ port 8 mà mơ port 8 sorry server khơi port cool down chỉ port 80 và server đăng tha và web service trong bàn sản phẩm chân viên được trả lời top với chỉ bùi web service ok tỏ lơ dừng mơ khi mà ping tech connectivity mỗi hơi khi bạn đặt IP ai trầm trầu ở hỏi đó đầu viên ở client ở server đó và chương dừng mơ dừng ping tech connectivity cứ sạc sự phù thôi để xa tại khi bạn đặt IP trầm trầu thì chương dừng ba ở client máu hơi dừng ở xe và tập can và server và tập can web server ta mở browser ok chương chạm nhầm xe screen này nè tổng hợp nhiều khơi ok chọc chấm share screen ok này cứ client và web client mà dưới được nhận ở địa phương chúng ta chỉ một hàng lớn ít và chân dương cho mà desktop mà dương cơ miền ở browser hay IP bỏ server dương vai bị cho mà ok mà rồi cao pí cho mà rồi học tầm bấy và cho mùi cho pí và ok nhưng mà đi về thông tích mà ní IP bỏ server ok chứng này tặng ốc ní go tớ ok hai này tặng ốc ní mà mớ mà chấm chấm share screen ok chứng này tặng ốc ní khơi nhờ ca workshop cái job message bì client đồng bây request web service bì web server chẳng đồng lai ca này ca phía nhau ní đồ dương ba là sắc xa hay kháng sân đá chạp bì application và chạp bì application và chọc mà cầu nè và chọc mà cầu và chẳng bì application mà và presentation mà và session hay mà đào transport ở lâu dương focus là transport đấy mà kì thì sao dương cũng để sắc xa là transport và chứng dương focus là transport chứng bây để mà đào transport đấy mà kì bây application bây để mà đào transport chứng để nó kia tạm bàn mới nâng cái chọc và message nhấn và chứng để nó kia khơi nhà out layer cứ change bị client và change bị client và bị stop đi bằng phần máu để sao dương pra và dương khơi OSI model bằng phần stop đấy và P model T4 này cứ transport này và layer 4 này
bà chân này tóc nia mớ bà protocol này cứ TCP port soft mà port mà phải bám hay port destination này bà port destination này cứ ấy bà 80 bà chân transport layer cả một tool control viết cứ bà tệ tầm cọp xung quanh thả sẽ và cầm ná để client sẽ xong chân viết bàn add port 80 bà bây giờ protocol là khang application HTTP và chân vị add port 80 chân và port 80 nó cứ xung quan lơ và protocol HTTP và chân cứ xung quan tờ lơ web service và chân về để và request nó tờ đào server server check hơi port cool down port 80 và server đăng thà web service tờ ban sản xong và chân viên nâng phải chun web page vào hay computer na và sản xong và web service nâng cứ computer so để miền IP bình lý hay sản xong tập can computer destination để miền IP bình lý cứ tập can web server nâng ok nâng stop tí bay nâng stop tí pi mà address so và mà address destination hay stop tí mũi trên ta mở port internet sử dụng đi và để dưới focus lư tí bốn này chân này tóc nê khơi nhờ và destination port cứ 80 chứ 80 xâm call ở web service ok chứ là nâng cứ chỉ ca từ tool call trao mùi bằng transport layer bẹp bọn tần nâng và identifying application đời xa nâng lơ server mùi miên và bọn đông nây service chỉ trả chứ thơ mách đâm bay server đang thả ta sẽ và cam nà mùi và client sản xong và chứ đâm bay đang ở nâng bán cứ chỉ ca từ tool call trao bó và transport layer đời xa transport layer vì bạn add lấy port xong qua lối sẽ vào cam đi mùi đi mùi ok chân này tầng ngọt này mới về để chênh bì và computer web client và tớ đó là web server và về để tớ đó là web server và chân web server và chứ mới đồng nào ca này ca tớ tuôn cứ bị crom lần lứa và bị physical tớ và chân về để chúng ta đó transport này và web server và tạm dạng port cool down này port 80 này và chẳng và web server và nâng đăng tha web service trong bàn sản xong và chẳng viên nâng chlai top tạo ai client với nâng web service và ok và chẳng anh ích tạm tâm nâng ca cọp xong call và application và đại trị tu này tì xong khăn mũi bó và transport layer và trước bên đây server chlai top mà vĩnh và bên đây server chlai top mà vĩnh và client nâng từ tool ban ở và web service bị server như được cười miền web page là web browser nè và chương trình mưa bên đây server chlai top mà vĩnh hay là đó kia mà mưa lùm ấp và nè đó kia nâng cười và chụp chấm share screen này nè đó kia cười và nét tập học liên khơi như app tận đây và rất là và web page trong ban là và chun pi server mà họ client đấy ok chứ server đang thả web page nhưng trong ban là sống đòi xa tay và store tiếp buồn và transport layer nó về ban là add lay port thôi sự việc thì mỗi miền lay port sầm qua nó như save kia đấy ok và ok chứ là nó còn là không trong bà demo bằng hai nhà tầng học liền tách âm pi bà bẹp phòn tầng nâng ca tổ tuôn khó trâu xâm khăn bà tí bay bò transport layer cứ cầm nọt xâm call xe và cầm bà đời xa tại vì bàn hẹt lên phòn tập thêm bà tướp server đơn thà tá xe và cầm là mùi đề client bà xa là xong đời xa server cứ chia bằng đồng này xe và cầm bà ok tỏ ở lời dương bà to từ chùm nội và xin tiết và những tập to từ chấm lệnh và to tiết ok riêng cho đó chấm lệnh mới tiết cứ vẽ con tận nâng và conversation multiplexing và chứng nét đó đi tới vô ta ở vây chi conversation multiplexing và conversation ca son tần ní hơi multiplexing những cái hiện đang hay cứ chán và chân và conversation multiplexing này sầm đau từ lơ ca son tần ní nó cứ ai mau pi propop và ca son tần ní nó ai
ប្រភេទនៃការសន្ទនានឹងគឺខុសៗគ្នាបាទមកពីuser នឹងផ្សេងៗគ្នាបាទនៅលើបណ្ដាញតែមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានឥឡូវលើបណ្ដាញបាទតែមួយហ្នឹងអាចឲ្យការសន្ទនានឹងប្រភេទនៃការសន្ទនានឹងផ្សេងៗគ្នាបាទដូចយើងអាចសន្ទនាតាម បាទនៅលើបណ្ដាញជាមួយបានបាទហេតុអីបានអាចធ្វើជាបាទ conversation multiplexing នឹងបានអូខេអញ្ចឹងការដែលអាចឲ្យការសន្ទនាដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទសន្ទនាផ្សេងៗគ្នាបាទមកពីបាទ user ផ្សេងៗគ្នាបាទនៅលើបណ្ដាញជាមួយនឹងបានបាទក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទ transport layer ដែរបាទដោយសារ transport layer បាទវាបើនៅចែកបាទតំណែងបាទដល់ធំហ្នឹង បាទតើជាចំណែកតូចតូចជាច្រើនគេហៅថា segment ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដោយសារការចែកតំណែងដល់ធំតើជាចំណែកតូចតូចជាច្រើនហ្នឹងបាទទើបអាចឲ្យការសន្ទនាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអាចប្រើអាចតាម web តាម email តាម messenger តាម skype តាម telegram ឯជាដើមហ្នឹងមកពីបាទ different user បាទមកពីuser ហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាបាទហើយអាផ្នែកទិន្នន័យហ្នឹងអាទូចទូចនៃផ្នែកទិន្នន័យហ្នឹងវាអាចធ្វើការបាទវាអាចធ្វើដំណើរបន្តបន្តគ្នាបាទនៅលើបណ្ដាញតែមួយហ្នឹងហើយតែលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទគេហៅថា multiplex បាទ conversation multiplexing បាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅរូបភាពនេះបាទដោយសារតែ ផ្នែកនៃចំណន័យហ្នឹងត្រូវបានបំបីជាចំណែកទូចទូចទើបនៅលើបណ្ដាយតែមួយនេះអាចបញ្ជូននៅផ្នែកទូចទូចនៃចំណន័យហ្នឹងគឺបន្តបន្តគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានដែលយើងអាចបង្កើតការសន្ទនាហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទនៃការសន្ទនាផ្សេងៗគ្នាមកពីuser ហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាណាអូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងគ្នាមើលការបង្ហាញតិចនៅក្នុងខុសយើងគេមានធ្វើជា វីដេអូសម្រាប់ឌីម៉ូបាទនៅក្នុងខុសស៊ីស្កូរបស់យើងគេមានធ្វើវីដេអូសម្រាប់ឌីម៉ូបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលតិចដើម្បីយល់ច្បាស់ពីបាទ conversation បាទ multiplexing ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលមាន segmentation មកហើយនឹងបាទ multiplexing បាទអញ្ចឹងតើតែមាន segmentation ទើបអាចមាន multiplexing បាទតើតែមានការចែកតើតា thông mới tới chia và chấm này tôi chỉ trả nâng từ ai ơi bọn tay tên mũi nâng ai pra pra profit này ca xong tình yêu xây kia mau bì ở user xây xây kia và ta hỏi lời này đọc nìa mơ tích máu đồng bây ở dưới rướng tệ tên nâng ở message segmentation ích và chia diêm an viên tích máu và ok mình chấm này về cho mà anh tiếp và chương tam từ đấy ca tụng nẹ tầm nâng mũi đôi chỉ ca tụng nẹ tầm nâng và tam video rồi cả tam email ấy chị đám và could be some across the network from a source to a destination as one massive uninterrupted stream of it và chân tam từ đây ca tụng nẹt tụng nâng mũi đôi chị ca tụng nẹt tụng nâng tam video rồi cả tam email chị đám ai ở dương ở petun và ca tụng nẹt tụng nâng và nâng lơ bằng đáy bí bảo phục tập căn cố đáo và ai bà chung đà ta đồ thông nâng có bán này và đà ta đồ thông mối nâng ai bà chung bán nè ok ở nâng tam thức đấy á đôi mình miên ca bà cặp đánh nâng lùm hồ này bí đồ tế và if message were actually transmitted in this manner it would mean that no other device would be able to send or receive message on the same network while this data transfer was in progress បាទប៉ុន្តែយើងមើលប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃការបញ្ជូនបែបហ្នឹងបាទបាទប្រសិនបើយើងបញ្ជូនទិន្នន័យដល់ធំហ្នឹងអត់មានបែបវាជាផ្នែកទូចទូចតាមអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងតាមបែបទ្រឹស្ដីមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានន័យថាបាទគ្មានឧបករណ៍ណាផ្សេងទៀតអាច
ផ្ញើឬក៏អាចទទួលបាទមេសេជនៅលើបណ្ដាញតែមួយគណៈពេលដែលទិន្នន័យហ្នឹងកំពុងតែបញ្ជូនទេហេតុអីបានមិនអាចមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឬអាចផ្ញើអាចទទួលគណៈពេលដែលកំពុងតែផ្ញើមេសេជទៅធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសាកល្បងគិតមើលបាទប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្លូវនៃការធ្វើចរាចរណ៍វិញណាបាទ ប្រសិនបើយើងមានផ្លូវមួយតូចចង្អៀតបាទហើយកំពុងតែមានឡានដឹកអីវ៉ាន់ដល់ធំមួយបាទធ្វើដំណើរលើផ្លូវហ្នឹងគឺដឹកអីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាអត់អាចធ្វើដំណើរបានលឿនទេបាទវាធ្វើដំណើរគើមគើមគើមបាទអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសួរថាយើងអីនេះដែលចង់សឹមនៅលើផ្លូវហ្នឹងដែរនេះចង់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវហ្នឹងដែរនេះគឺយើងត្រូវមកពីខាងក្រោយវាហ្នឹងគឺបាទយឺតយឺតតែម្ដងហើយសួរថាអ្នកមកពីបាទអ្នកមកពីមុខវាបានទេបាទអត់បានទេដោយសារចំណែកផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្រើពេញអស់ហើយដោយសារវាទំហំធំពេកណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារហេតុផលហ្នឹងហើយបាទហេតុផលហ្នឹងមួយចម្បងណាបាទបានជាគេចែកបាទ data ធំហ្នឹងទៅជាចំណែកទូចទូចទើបអាចឲ្យយើងអាចប្រើការទំនាក់ទំនងហ្នឹងច្រើនប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនងហើយមកពី user ជាច្រើន Okay, អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្តមើលវាទៀតដើម្បីដឹងរឿងបាទកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទ This large stream of data would result in significant delay បាទអញ្ចឹងការបញ្ជូនទៅទិន្នន័យដែលមានទំហំធំធេងបែបហ្នឹងបាទជាលទ្ធផលទៅវាធ្វើឲ្យការយឺតយ៉ាវនោះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ពីឡានដឹកទំនិញបាទធំហើយផ្ទុកតម្លៃច្រើនធ្វើដំណើរលើផ្លូវតូចចង្អៀតចឹងវាអត់អាចធ្វើដំណើរលឿនបានទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកម្រិតយឺតហ្នឹងខ្លាំងខ្លាមែនតើអញ្ចឹងហើយបានអត់ឲ្យបាទអញ្ចឹងហើយបានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតมันអាចផ្ញើឲ្យនឹងទទួលបាទបាទ message នៅពេលដែលមានឧបករណ៍ណាមួយកំពុងតែ send message ទៅធំនៅលើបណ្ដាញមួយហ្នឹងទេណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេមានជំរើសដែលប្រសើរដែលល្អជាងហ្នឹងណាបាទអូខេ A better approach is to divide the data into smaller more manageable pieces to send over network អូខេអញ្ចឹងជំរើសដែលប្រសើរគឺយើងចែកបាទទិន្នន័យហ្នឹងទៅជាចំណែកតូចតូចជាងហើយការដែលយើងចែកជាចំណែកតូចតូចជាងហ្នឹងគឺបាទងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទដើម្បីយើងបាទបញ្ជូននៅលើបណ្ដាញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនណាឡានធំហ្នឹងយើងពុះចាយវាទៅជាឡានទូចទូចវិញយើងអាចធ្វើដំណើរបានបាទវាមានភាពងាយស្រួលវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងណាអូខេបាទដូចយើងធ្លាប់ធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវជាក់ស្ដែងហើយឲ្យតែជួបឡានធំធំហ្នឹងគឺស្ទះតែម្ដងបាទបាទពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរតែម្ដងអត់បានលឿនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងការដែលគេចែកចំណែក data ដល់ធំទៅជាចំណែកទូចទូចជាច្រើនហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍ពីរបាទសំខាន់បាទផលប្រយោជន៍ទី1ដោយអ្នកនរគ្នាបានឃើញ by sending smaller individual pieces from source to destination many different conversation can be interleaved on the network call multiplexing បាទអញ្ចឹងដោយសារការចែកចំណែកធំនៃ data ទៅជាផ្នែកតូចតូចជាងហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យការបញ្ជូនបាទទិន្នន័យពីប្រភពទៅកាន់គោលដៅហ្នឹងបាទបាទធ្វើឲ្យការបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់យើងពីប្រភពគោលដៅទៅកាន់គោលដៅហ្នឹងយើងអាចមានការបញ្ជូននឹងមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមកបន្តបន្តផ្ទេរអញ្ចឹងមកណាបាទហើយការបញ្ជូនបន្តបន្តគ្នានៃចំណែកតូចតូចហ្នឹងបាទនៃ data នៅលើបណ្ដាញតែមួយហ្នឹងយើងហៅវាថាបាទ multiplexing ហើយតិចទៀតចាំយើងមើលការបាទបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទអូខេហើយផលប្រយោជន៍មួយទៀតតើតើនឹងការចែកចំណែកដ៏ធំនៃ data ទៅជាចំណែកតូចតូចហ្នឹងបាទគឺគេហៅថា increase the efficiency of network communication បាទវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនងណាអូខេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាផលប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ពីរដែលបាទគេចែកបាទ
chấm nai tận đây là thốn nó tôi chia chấm nai tôi chỉ chát hao thà segment bà phò bây giờ sầm khan tìm muối bà ca chai bà chấm nai thốn tôi chia chấm nai tôi nắng bà ta ở dương sân bà data pi propop xem bà tờ can ở cô đào nắng bà ban chờ nè bà ban mau bị chờ propop xem xét tờ can cô đào là lơ bàn tay để muối nắng cái hao thà multiplexing I had party P và cứ bật can bật sét tập tiếp ca tập luyện tập năng lượng vận tải. Ok, tỏ ở lớp này tỏ cái này mà mơ và tệ tâm năng ca điệp mô bị chẹt P và segmentation cứ ca chạy tần lấy thôm muối và chẳng lẽ tỏ cái này khởi nick cứ cái chọc tần lấy được thôm muối và chẳng kê năng chạy chia chấm lại túi đầm bay hai miền tiếp nghề số năng ca bị chun năng lượng vận tải nhận và segmentation cứ breaking communication into pieces. Ok, chẳng cái chai ca tập lẹ tập lẹo đó chứ chia chùm lại tụi chẳng đẹp ọc ní ai mơ bà play video đồng mơ đồng bày bà vô bì segmentation bà chẳng đẹp ọc ní khơi cái chai tần lấy thông mối nó chia chùm lại tụi chia chẳng chẳng ca phải chùn mò nó cứ viên miên bà sơ tập hiếp cứ bàn lướn nè. Ok, chẳng miên segmentation nó tớ miên multiplexing bà chẳng multiplexing nhưng ai phải chùn chùm lại tần lấy tụi nó bà mau bây bà propop xin kia bà mau bây user xin kia bà ai phơi đồng na bà bàn to kia nó lơ bàn tay chạy mùi đằng một căn cô đào của trường đằng đó. Ok, cho nên ok ai play video đằng mới và trường mới mau bây khẳng định phong mau bây khẳng định phong. Ok, ai phơi đồng na nó lơ bàn tay chạy mùi và ok chân anh ấy coi là trong bịa bằng time bà pi bà cái hào tha conversation multiplexing bà miền này tha dương ai pra mà siêu bay để ca tụng lệ tụng lớn nó xem kia và mau bị user xem kia nó lơ bàn tay để mùi nè. Ok, hai ai vừa và conversation multiplexing bám và toàn tại dương chai data nó chia chấm lại tôi hao tha segmentation và ok tỏ ở lời dương và to và tiết dương cho đau và transport layer reliability và transport layer reliability và bản chứng ca đặc nô ở tận đây bỏ ở transport layer nó cứ và ai tự tuôn giao bán và vì miền tập lục chất và những mới ca chun bỏ ở transport layer cứ reliability ai tục chất bản. Ok, hai đấy ba là ca phải chun bỏ transport layer ai tục chất bán đôi nhận ngọc nia bán khơi bị khẳng đám tại sao transport layer vì miền ở bà tôi để tìm mũi bà vì miền ca của tôi khó trâu mũi khi nông ca tam đam bà lục hô này ca xong tình yêu bà đầu viên ở cam vị trí bà đây là dương bà bác nông ca bà xài chạy tờ kia nâng chân tại sao tại hai phòng nâng hơi ba là ca đặc nôm tình đây bỏ ở bà transport layer cứ ai tự tôi bà giờ bà bên đây thang và vì miền tổng lục chậm á, ai chưa chạy bảng. Ok, chẳng dừng mà TCP IP provide to transport layer protocol và TCP IP rưu dừng hào tha internet model nâng và đại dương pra chìa bùi internet bạch chìa bọn nâng và miền và phát protocol P và xâm rạp ở transport layer và chẳng TCP nâng cứ cầm nọt protocol P từ ai ở transport layer và protocol P xâm khán và để protocol tìm mũi ai một tha TCP và mau bị bịa bình lên tha transmission control protocol và chân TCP này chia protocol mũi đã reliable và mình lấy tha ca pra TCP là bay đặc nôm và mai này tên là lấy và pi và sender từ ca để silver chân vi ai chụp chất bám tại sao TCP chia một phép protocol mỗi ai chụp chất bám vì tình yêu bám tha tên là lấy và tên đó là cô đào nó cứ và lẽ xa ban nó lùm nôm đám ọt miên ca bạc bóng tỷ và hết ấy ban là ọt miên ca bạc bóng tại sao vì miên dân là cá và này cá tam đám lùm hô và tên là lấy bi cam vị trí khang so hay được destination nè. Ok, hai đầm bay thưa rương nâng bán và đầm bay tam đan lủng hô
bà này tên là này là viên ở Campuchia hàng so hơi là hàng destination nấng bà đồng ra ngoài kia at time mà bà feel mà chụp luôn tiết bà đâu có nông bà data này ở TCP nấng bà chứ vì thôi ai data bao TCP nấng cứ increase size bà mình đây tha việc ca nó tụm hôm một vía ơi vía delay ca bị chun bà TCP cứ bị chun. OK, hết ấy bà dứt bà tìm mũi nhận ông lên khơi tha in cái sải chúng ta tổng hôm về đêm thông cứ dứt chuyện à tổng hôm tu chạy ITP đời xa tại TCP bà ca thưa ca bảo biết đầm bay thì ai cực chất bán nó viên miên dôn là cả bà này ca tiêm to là viên sân đó hay đi silver này bà chắc về là sân đó sân chụp nay thì môi nơi bà data để dùng hao thảo segment từ ai đi silver nó bà vì tay tài rung trăm ca tổ tuôn bà vì rung trăm ca chạy to một bánh phi receiver thật tá receiver ban tổ tuôn là chồng này đây là ta để vì ban bị chun thằng hải nở nè bà chân lâu bê để vì khơi anh ca chạy bị chạy bị server ban vì chạp đa bị chun là segment vẫn to vẫn to tổ tiền bà chân anh đóng chỉ hai phao mới đai để thưa ao ca bị chun bao TCP nó cứ delay bà dứt nè, ok. Hai dân miền ở protocol mới tiếp bà transport layers bà cứ UDP bà ok UDP mau bị biết bên lên tha user data gram protocol bà chẳng biết copy TCP bà UDP này cứ does not provide for reliability bà does not provide for reliability bà miền này tha vì ở phần đầu là dùng là các nông ca tam đan ca son tình nghĩa được ca làm hô tình đấy bị cam vị thi khang và phúc tập cam ở cam vị thi khang cô đạo thì bà chẳng hay vì ở tình nghĩa ban tha tên là này nâng bà tên đau cô đau bà đã xa ban lùm nôm đam thằng sống rưu có miền bạc bóng chụp này nha thế đại xa ở miền ca tiên tốt rồi viên sender hay receiver thì bà chẳng ca đại ọt miên dân ca còn ca tam đam ca xong tình yên nâng bà data bỏ ở UDP bà miên bà phía lúc tạch chiến bà TCP đại sao vì ọt miên tạo ca bạc thêm dân ca còn ca tam đam bà lùm hô này ca xong tình yên nâng tì chẳng ta tổng hôm viên tu chiến bà phía viên tạch chiến tổng hôm viên tu chiến chẳng ca bà chú nâng viên ban lươn chiến bà TCP hay ca lươn mùi tiết nâng đòi xa tại vì ọt miên rung trăm ca tập tu bà vì ọt miên rung trăm ca chá lai to bì sân đá thì à sorry, bì receiver thì bê đà vì miên phẩm mà nở phát cứ vì phải chung tâu bà to phê tè mà đòn bà ọt trăm bạch tâu ca phải chạy bì receiver thà phát này nạc lạ bàn tập tu hay bàn phải chung bà to phát này bà to bì chân đồng biệt thưa ca viết cứ copy TCP. OK, chương này cứ chia protocol tầm quan trọng pi và transport layer nhé. OK, chương đối với các địa bàn khơi nhập năng lượng rupee niche và dương bằng hai pi và protocol và niêm mui này application layer về đại bao đó là transport layer. Bà ta transport nó về pra TCP rồi gặp pra UDP trong ca đặc nôm ở phần này tên là lấy nó bằng to từ tiền nâng nè. OK, bà trước những mơ protocol bằng application layer bà đôi chia bà ITP cứ file transfer protocol nít bà chứng về là dương trong ca tê file bà rồi gặp transfer file đầu viên ITP server hay ITP client nâng bà chân đồng nai ca này càng ổng có nhớ nên ổng nên đăng hát kinh chạp đăng bí sử tốt khẳng lửa bà bí application nè bà bê đã cho mà đó là transport bà chân transport vì pra protocol TCP bà đâm bay đất nôm bà bằng tỏ bà đâm bay đất nôm chậm nay tình lấy đất bằng tỏ bị client under server chẳng màu. OK, chân tình yêu bàn tha ca tê tình lấy đầu viên ITP client hay ITP server nít bà tình lấy nó cứ ai tục chất bàn bà ai tục chất bàn này xa TCP đi miên này dân là cá này ca tam đàn ca xong tình yêu đầu viên cam vị thi
bà khang prophop hoi cam bị chi để prapra, sốm rap son tân niêng khang cool down nè, ok, dương miên ở protocol mới tiết bỏ application mà HTTP nền học nền đăng hay cứ protocol để dương ai prá đầm bay access được cam nè, bà website nào mới, bản chương tiêu để mà bao transport và ok thì họ tha web client request web service web server và trước tiên để mobile transport layer và hàng client nữa và viプラプラ TCP đầm bay bị chun một tổ và viプラプラ TCP đầm bay đặt đòn một tổ trước tuần này ban tha lủng hô này ca tổng đẹp tổng đơn rồi viên web client hay web server nữa cứ ai tục chặt bám và đời xa TCP về miền dân là cá còn cá tam đám đồng hồ này cá son tận địa nè bà xâm là việc đăng tháp này na muôi ở ấp ba tao đào cô đào chuột chơi thế vì nè bà chu là này đang làm vịnh nhá ok đời xa về miền dân là cá này cá confirm mình chẹt bà ok hai dân miền protocol mới tiệt boss application cứ bà tẹt tao nè email cứ SMTP và mail transfer protocol và simple mail transfer protocol và chỉ protocol mới để đặt nom mail message bị client tập tục là lơ mail server chẳng có xâm ba mail client và dưỡng xâm email từ các mail server và chẳng đồng nào cả nó cứ chạp đam bị application và bê để model transport và đọc bỏ mail client và chẳng vi pra protocol TCP và đầm bay đặt nom và message nó vẫn to bản chứng tình yêu ban tha ca tê và ca sân message thì mail client từ mail server nó cứ ai tục chật bản và đời xa TCP nè đọc nè khởi nhớ cứ vì ai và tạm đám và lùm hô này ca sân tình yêu nâng nè ok và tôi bây giờ vì dự tích cái đói con tình yêu tha tên là nấy nó cứ rẻ xa ban nâu lùm nôm đa ở miền bạc bằng khôi khá đầy tì ok hai DNS và chỉ protocol mỗi bộ application đấy bằng đẹp đó nên khởi nhập flight tick và bây mà đó transport tầm bây đặt nó màn to nâng và miền TCP phong miền UDP phong và miền này thay ai pra TCP protocol phong ai pra UDP phong và trước khi bạn lược bằng hai cái này tầm bây đẹp đó nên ở chung ngó và ta hãy đấy bạn DNS và chỉ protocol bằng application bê để mà đó là transport nữa à và ai pra TCP phong ai pra UDP phong và trước những mơ DNS use TCP for zone transfer over port hạ base và trước DNS pra TCP xâm rạp zone transfer và hay và port cool down và mà đó transport đấy cứ và port hạ bầy chứng có xung quanh ta DNS service trong bản sản xong bản chứng DNS pra TCP và xâm rạp zone transfer như mày và DNS chỉ tu tư cái ai miền DNS để chỉ primary DNS, DNS tìm muối và hai nâng miền DNS muối tiết và tẹt tầm DNS tìm và secondary hãy chung dây tìm một miền DNS tích cứ domain name service rồi còn domain name system và chân một nghĩa điện ái nó cứ tập tuôn ở control nồng ca và thuê đồng nọ sai và bỏ prai bị chung domain tập can IP address và đôi bỏ prai bị chung www.facebook.com miền IP address và mà chỉ đàm ok hết ấy ba một tờ ca điện ái và tại sao đôi nhận đó nên đăng hai ca tổng đẹp tổng nông là lơ bẩn đánh computer thì mùi tờ ca IP để bây tổng đẹp tổng nông ok chắc vợ tận đây tam IPT hay đây trăm bài trơ ca DNS và đôi khi trong thời thì bài hay IP bảo tôi sẽ chỉ lấy cứ bị bà chặn bà chmua và tôi sẽ chỉ so với người chạm chuyện và này tôi có cái mơ IP version 4 và tôi sẽ chỉ lệ nặng cô đọc đọc đi xem món và bà chạm một chút thì hay bảo IP version 6 tiết và sẽ chỉ có đọc vào mũi mà hơi miên đau là và các chị biết đau mà đau hơi bay biết thôi chân chỉ rương mũi bị bạ chạm bền tèn bạn chân hai phần lần hai ba là cái miên điện này nè cái miên điện này ok chân nhưng mà tê là bà điện ice
bây giờ mà đó là transport dương ai pra TCP hay UDP và hai TCP đi pra xong rạp và zone transfer và chắc được trong ban lực lăng mình chắc bà xong là dương miền điện ai sở vờ pì à môi chì primary à môi chì secondary chắc à secondary nâng cứ read only và bây giờ read only cứ vì ọt miền sức nông ca bằng ca rể và vì ọt miền sức nông ca bằng ca record đầm bay ai thơ đầm nọt sai bà bị chúa tập can IP về để miền sầm na bị khai ăn nè bà chẳng thơ mệt đầm bay ở điện ai server tin pí nữa để hai thằng secondary nữa à ai chơi top đầm nọt sai bà bị chúa từ IP về để miền sầm na bị khai ăn còn cả này đài điện ai server tin mỗi về miền bảy hà rồi sao cái thơ pí cái tục bấm rong ai về mỗi miền bảy hà mỗi tiền ai phương ca chụp nuôi bà chẳng trâu tai điện ai tin pí nữa miền database đôi điện ai server tìm mùi và chắc tầm bây thơ mình ở về miền chắc điện ai tìm mùi trao thơ zone transfer và database bảo vía mà ở điện ai server tìm bì chắc bê là điện ai tìm mùi thơ zone transfer database vía mà ở điện ai server tìm bì nè bê là mau đau sở tốt mà dừng dây ta mà OSI model cứ sở tốt tìm buồn và transport layer nâng vì prior protocol và TCP và to tập bay trong giấy nè ok và hai mũi tiền tại tao điện ai có prior protocol là UDP đấy và trong UDP này cứ tại tao nâng và DNI queries và DNI query và trong đầu viên DNI client hay là DNI server client là thuê sầm ra từ cam server và server chạy top đường sầm ra trong những bên nộp đề DNI và client và nộp đề dương ba web browser và chỉ tu tới một sân dương cứ DNI client rồi xa một sân dương miền config chỉ mua IP vào DNI server trong bên đề dương ba web browser hay dương vai domain name một tia hoa tháp w.bay.dot bà oupp.edu.ka chẳng bà chẳng request năng đừng trao ban bà chênh bị client bà xua từ can server chẳng phê để mobile transport bà layer để client nè bà chẳng vi pra protocol UDP bà đâm bay đặt nó một to nâng nè ok chẳng hai ba là khi nhóm trong Atibai của chẳng tích bì protocol bằng application cứ điện ai về để modal transport và ai pra TCP ai pra UDP và toàn là vậy kiểu vậy nè ok và TCP xong rạp thuê zone transfer bị primary điện ai từ cam secondary điện ai hay UDP xong rạp query và đầu viên và điện ai sẽ client hay điện ai server và ok bà chứng miên protocol bằng application mùi tiết cứ TFTP bà TFTP ní cứ chỉ protocol mùi bà lùm non đừng FTP đá dương ai phương ca transfer file là lưu bản đáy chứng phê đài chanh bì application mà đó là bà transport ở tì hò đầu viên TFTP client hay TFTP server bà chứng phê đài mà đó là transport bà chứng transport pra UDP đập bay đặc nôm và TFTP data này bằng tỏ nè ok và hơi anh ấy cứ stop ở và stop bị transport mau cứ internet và dùng JP và TCP IP model được internet model para IP và đồng bay tổng nét tổng nấu hơi này vừa gặp sách tiện tiện tạo top shop ở LAN chỉ cho mỗi khi top shop vài này chỉ làm và đã dùng focus từ lừa transport tại phần đó nè ok ok chứng tiện tạo ca para protocol này và TCP hay UDP bằng transport này khi mà demo ở nhà thằng học này mới thích và khi mà demo ở peace và cứ demo ở HTTP mỗi cứ para và TCP hay đường DNI mỗi cứ para UDP ở đây khi mà đầu viên DNI client hay server đó ok chứng khi mà đường demo bằng hai pin đó đồng bay ở nhà thằng học này khơi bị ca chú một to bỏ transport layer về đại biểu tổ ban data p application chẳng vì ai pra TCP và rứ có UDP ok tỏ lời tầm mưa tầm học này và chẳng cứ chỉ đa dịch ra một dưỡng và chẳng dương miên web này TCP và dùm web và mà đó là transport
bà cứ pra TCP bà về mà đo transport cứ TCP đó bà TCP ok hai khi mình server mới tiết cứ DNS bà đầm bay ở dưới pra UDP bà khi mình server mới tiết với DNS bà nick cứ DNS server DNS server ok chân DNS và protocol và application cứ DNS và như mà application và application cứ DNS và DNS fail để mà đó là transport và cứ UDP UDP nhé ok UDP và có chấm trong phải chạy lại nâng và pi protocol sống khăn bằng pi bỏ ở và rồi bỏ ở transport và nick cứ application bỏ web và chương protocol cứ HTTP mà modal transport và cứ về pra TCP đồng bày đặc nông bật tỏ nè ok hỏi DNS và vì protocol và application này DNS nó cứ và DNS về để modal transport pra UDP và chiếc DNS này chấm IP và mở rồi cầu phí chụp mở rồi học trầm base chụp mùi chụp buồn nè ok sẽ là mà phải buồn ok chúng mơ web chạy mua chạy pi client đi đang web client đang điện ai client chạy mua chạy bấy hay điện ai server đi và chạy mua chạy buồn và thiết bất server mới multi service và nó chấm nhạy vì chạy pi mất á thiết bất server mới nhưng ai thôi chỉ web có bán chỉ web phong chỉ điện ai phong rồi có chia DHCP cho APCC cho ban này sao server mới cứ chia bằng đồng này sẽ và cảm chỉ trả nhé ok và chứng khiếm tọp chọp máu khiếm giao tô và tích lưỡn ok hơi khiếm cho đã IP ở DNS mà chẳng khiếm share screen này nè tập lên mới ok bà này cứ mà xin DNS nè tập lên mới DNS server mà dùng đã IP máu bà mà rồi cao phí chọc mà rồi học trầm bấy chạy mùi chạy bốn ok mạch đạn default gateway mạch đạn default gateway thế thì sao vì nơi này vượt tại mũi đấy hay và tóm mắt là nó cho mà service và hay ra điện này và đi trong data bê hình viết đầm bay ai bỏ prai vì chứ mất IP ok chân sử dụng viên off net off net mà on hay chứ mất trong bàn ấy nè ok thì hồi những trong bàn ở website những chứ mất tha www.oupp.edu và edu.ka ok trong cái IP màn và bỏ web server cứ mở đôi cao phí mở đôi hồng bấy chụp mùi chụp phí chứ không phải phải chôn máu mở đôi cao phí chụp mở đôi hồng trầm bấy chụp mùi chụp và phí sorry phí ok hơi ai mở nè ok và bản chương dân khơi nhờ và điện ai dân miên nông đặt ta dân ban bạc ca record nông nông đặt ta bê hữu vi hết chương tê đã miên sống na xua mà can điện ai bê để client query mà can điện ai bê mà đọc stop tí bốn cứ cho bởi UDP đó xua tha www.oupp.edu.ka nâng miên IP bản nhé ok chẳng bà P để sầm la nâng bao đao điện ai được check trong data bởi vì ai chạy lại top tôi nâng sầm la tha www.oupp.edu.ka nhé miền IP finish ok ok chân top mới dương ai thưa ca test bà P bà client đầm bay khơi bị ca pra protocol bà robot transport layer cứ TCP hay là UDP bà ok tỏ lỡ dương mà mơ là lỡ client bà dương chập đam test
OK, chân môn đồng tay, chân mà có sủng qua lịch sử mà web này, dương là web server này dương miền website mới và mà dương miền website mới và chỉ một tha www.upp.edu.ke hay điện ai này viên được bỏ lại vì chỉ một và tất cả IP đấy. OK, bản chân đời xa client này chân ở toàn bàn đã IP điện ái, lâu khi em chôn mà đặt IP điện ái trong khi em mở xe bà tờ oi nè tầng ớt khả. OK, hãy khi em pin tay connectivity đầu viên ở bà client server xin bà kì khi em pin tay connectivity cười sạc sự phu đồng bày bê xua thà mẹt vượt dương ọt miền bảnh há. OK, chúng ta sẽ sử dụng lời dân tầm mớ khi chúng ta đặt điện ai ở client để sao client khi chúng ta toàn bàn đặt IP điện ai ở viết. Và đây cứ mà sân client và đôi nhận ở khu khớ chân cho mà bật thay điện ấy đôi nhận ở khu khớ cho mà toàn bàn đạc điện ai server ở trái viết ấy chân bảo toàn bàn đạc điện ai server ở trái bảo ở viên chân vì ở ai vừa request được cam điện ai server thì chân đã mở IP bảo điện ai cứ mà rồi cao pi mà rồi học trầm bấy và cho muối cho buồn đấy cứ chỉ IP bảo điện ai nè. OK, và chân pi là đã hỏi và nên ở khi ai access và p và client từ cam server. OK, hãy chụp mà simulation làm bài nên ở khi mở tầm là ca bảo viết và trước nên ở khi bảo web browser máu hay p là nên ở khi vay domain name và www.upp.edu.ke và trước p là nên ở khi vay domain name và request nước nâng trâu bán xua từ cam điện ai server và chân đồng nào cá nó cứ chắp đang bị điện ai client vì application và bê để cho bao đó là transport và chân vì pra UDP và đồng bay đặc đoàn và to đúng đấy. OK, và tỏ lời mưu tổng hợp này cố máu. Mặc khi em cố viêm xa tiếp. OK, và OK, hãy chăm khi em sẽ screen này nhận hoặc này khơi. OK, chẳng nhận hoặc này mơ nít bê đại dương chanh bì bà khai ân tớ và nhận hoặc này mơ bà bê đại dương bà web browser hay vay domain name và chẳng chanh bì khai ân nhận hoặc này khơi stop tìm bơ nít cứ điền S và bê đại mau đo tí buồn và chẳng cứ shop UDP và UDP và transport layer cứ pra UDP protocol đồng bay đặc norm bật tỏ nè. OK, và hai port số và port destination cứ hạ bấy cái chạy thả điện ai service trong ba đời sản sống và IP số IP destination. OK, chân tiêu đài chân pi và client và tờ can cô đáo chân cô đáo nít cứ điện ai server và tại sao thì phải nâng cứ bà xua một can điện ai thả ta bà www.upp.edu.ka nè bà miền IP bà mà nè. OK, bà cô đau dương ở xe từ can website nè tay đời xa ở dương ở xe tam đồ bên đến chân tẹt tờ ca bọ price bị chmô tờ IP nó cứ chỉ tua ti bọ điện ai bà. OK, chân địch quay nó mà xua điện ai bà chân điện ai và p là mau đo điện S và tam giá ca tổ chức control mùi bỏ application sorry bỏ transport layer cứ identifying application và chương tam giá port và cool down hạ bấy nè và điện I server đăng tha và điện I service trong bao sản phẩm và OK và chương đời sau server bên miền server cam chán và server nó cũng mang sản phẩm điện I tại mũi nè ai thưa chỉ web chỉ mail chỉ ấy các bạn đấy bản chân tam diện ca cấp sầm call application cứ port cool down hạ bấy và điện ai đăng tha
bà DNI service bà server nó đang tha DNI service thôi bà sẽ xong bà chân viên đừng slide top tờ vĩnh bà nè ở cái mới bà viên đừng slide top tờ vĩnh bà giờ mơ bà DNI query cứ sầm na bị client máu lúc xưa tha bà w by dong or upp dot edu dot ka đất ip mà thôi đẹp ở cái mơ DNI answer bà chân DNI answer bà viên đừng slide tha bà chúng muốn đó nè bà miền ip phần này ok chứng client tự tôn ban ở về là client tự tôn ban ca chạy top server bị điện ai server và chứng client nâng shop và message nó cứ request được cam ở web server mà đòn hỏi về là model transport và cứ protocol và admin UDP đi thế nào cứ và TCP và network name và về là model transport và cứ và TCP và TCP iPod cứ port ở 80 và bây giờ bị web service trong bàn sản phẩm nè ok bạn chân nè thằng học này khởi nâng xong thì khỏe nâng cứ tờ can web mà đó và to bị score IP bỏ web ok chân bên mà đào web và web tam giờ port cool down ấy cứ port 80 và chân web đang tha và web server nó đang tha web service trong bàn sản phẩm và chân viên được slide top tờ vinh shop chỉ mùi nâng web và service tờ ở client và chân về tờ đó client client tờ tool ban và web page và dương ai khơi thì bỏ tờ biến để share và mà ở client đấy ok dương ai khơi bỏ tờ biến để share và ok chân dương khơi và bỏ tờ biến và web service tờ ban và server slide top và mà ở client chân client ai tờ tool ban bỏ tờ biến để và server và share mà hỏi nè và ok tỏ lời dương và to tài tiết đấy ok và xong và chọc mà slide với slide tiếp đồng bây giờ và chọc chúng nói để cho mày chọn lực lan sản phẩm này và ok ok dương mơ dương cho đo chỉ mới tiết cư dương thì dương pi TCP và tại sao đôi dương ba là đăng hói và protocol bỏ transport layer bên ở pi sập cán cư TCP hay là UDP và muốn đăng dương ba thì dây và vì lùm ăn của xong đá ở pi TCP ở lời dương mà mơ ở căn tại si chùm bà đấu và chân đẹp ngọt niềm mơ ở đồng nào ca này ca tùm nẹ tùm nông rồi viên và FTP client hay là FTP server chương đồng nào ca này ca sân phao thì FTP client mà can FTP server và cứ hàng client chấp đam pi sụt top hàng lứa cứ pi application trong mặt cầm chương tên là model sụt top transport layer và chương việc para protocol TCP đồng bây giờ đặt nó mình to và đôi dương ba bằng hai như hàng lứa này cứ và protocol và application FTP này về để model transport cứ para TCP và chương này đọc niềm mơ là rút nâng tích đồng bây giờ dù rương viết và ok chương này đọc niềm bàn khơi a file is sent to server using the file transfer protocol FTP application và chương file mùi trong bàn bình chun và tập can server đại para FTP protocol chương P để model transport TCP track the conversation and segment the data to be sent into six segment và trước về được model transport và layer khang FTP client đấy và TCP protocol nữa ban tam ban ca son tử liên nữa hai nâng ban chai data nâng tôi chia chấm này tôi để dương hào thả segment nâng chấm chai tôi chia bằng môi chấm này tôi bà chạy tới chia promo chấm này tụi tụi nhé ok ok và to một tiếng là ok mà mơ rùm tp đi về là chạy chia chấm này tụi tụi thấy về chạy vào đây mà bằng chún tập cam là ITP server mà the first three out of six segment are forwarded to server chẳng biết đây tha ITP client ở nước ban bằng chún là bay segment đồng bốn và tự ao server ok và tự ao server bà ok alo nè tao kia bắt to mà slide mới tiếp làm bài tạm đa làm ca của Việt đó ok
OK, chẳng dừng mơ bà TCP continue bà chẳng phải đã xâm bay segment đồng bốn bị IPP client hai cái nông cạn này đã admin bay ha opasana mui nó tạm lâu thì chẳng có nó bay segment đồng bốn nó đừng mở đo IPP server bà thêm đôi ba bằng hai cái nông group list the file server bà IPP server đấy cứ file server bà server đã tục file mà nạch file OK I'm only the first three segment receive chẳng phải đã file server cứ IPP server nó viết từ tuần ba nè bay và segment đồng bốn và vi acknowledge và cứ vi try bình chạy từ can IPP client tha vi ban từ tuần hai chẳng IPP client đang tha ok bay segment đồng bốn nó admin nè bạn bằng thì chẳng vi after ca phải chun nè bay segment đồng bốn nó làm việc gì thì bạn nên đọc niềm mà mơ là rupee hiệp cả đào đấy và bất to pi ban từ tour là abolish pi server chẳng IPP client và dưỡng và the client forward the next three segment và chẳng về phải chú là bay segment và bất to tiền và mà chạy đó là ti ho tha miền ở bay ha opasana mui nơ tam lâu chẳng là bay segment nó up ban từ đó và server thì chẳng là up niềm mà mơ là rút và khẳng chống list và bà tệ tên là IFTP server vì ở 3 tổ tuôn bay segment đài IFTP client sân lực tp đi tế bà no segment receive no acknowledgement is sân bà chân vì ở tổ tuôn ban segment bằng to cõi bà chân xua tha vì sân acknowledgement confirm thế ở tế ok ở tế chân bà vì ở sân acknowledgement confirm thế bà có cọp ná IFTP client này và vì chăm từ tour ca confirm phải chết hơi up khơi ca từ tour confirm phải chết pi server chân là dạng về để vì rung chăm nó vì port cộng đọc và chân vì xong là mod luôn ai tha basic bên trong coi nó up ban tờ đào server thì tại sao up khơi nhờ server acknowledgement của mình và chân thơ mệnh đầm bay tình yêu ban thật tên là lấy nó và để xa ban nơi cùng rất để ai chưa chạy bán lùm nôm đào từ sông nó và chân vì nâng phải chung là bà vi nâng bạch chu là bay thay ngày trong trói nâng mà đòn tiền bà đẹp đọc niềm mà mơ lơ bà slide bật tó bà đẹp đọc niềm mà mơ lơ slide bật tó bà bật tó bì ọt tổ tổ ba acknowledgement bì client bà chân sorry bì server the client reason the final three segment bà chân vi nâng bạch chu là bà bay chùm này này segment trong cõi nâng mà xa tiền bà viên được xâm mà xa tiền ok chân ca thuê ca bẹp nâng rồi bỏ TCP đây tình nia ban tha ca tụm nẹ tụm nâng nâng cứ reliable ai chụp chất bản tình nia ban tha tình này đè client ban mình chung tạo server nâng up miên bạc bọn nà mùi tì nè ok để sao vì miên dân là ca này ca tiên phụ tốt tụm bình tụm nâng ok bà tỏ ở lời dương mơ TCP three responsibility bà chân TCP vì tổ tuôn ca khó trâu rưu cầu tổ tuôn ở phía rẽ xâm khăn bấy bà ok numbering and tracking data segment bà mình nơi tha ca tổ tuôn khó trâu xâm khăn tìm môi bảo vệ nó cứ vì bong lấy từ lơ bong lấy xong có từ lơ segment thì mua thì muối hai vì tam đam segment thì mua thì muối nước pel đại việt sơn tử và chắc bong lấy xong có đầm bay ấy và bong lấy xong có đầm bay ao giờ pel đại segment thì mua nước tao đau opaco từ tua là opaco từ tua vì ai ở riệp tam lấy lủng tạp lủng đòi máu tần nia ban tha tần lấy nước đại xa ban đâu lủng đòn bà hai ca tam bán đôi dương ba là ati bay mình chứng p đề vi sinh bà mang sinh mình hai tay tại trăm tập tua bà ano lịch chuẩn mình vì receiver và sau bà up tập tua ba là ano lịch chuẩn mình vì receiver tế viên nâng bà phải chu là chuẩn này tại bàn sân nó cứ mà đòn tiền và chứng ca thưa bẹp nâng làm bây tận địa bàn reliable ok hai ca tập tua khó trợ tp cứ bà ano lịch chính receive đặt thả bà chắc là nếu cứ chia phía là cách khang ở receiver và đại pra TCP protocol chẳng phê đại receiver tổ tuôn ba là TCP data phía xâm đá và viên nâng confirm và chạm vào vĩnh tha viên ba tổ tuôn ok chứ là nâng cứ chia ca tổ tuôn khó trở TP rồi bỏ TCP
Hi, cao từ tôi khoa trâu thứ bảy. Retransmitting any unacknowledged data after a certain period of time. Bà miền này tha viên nâng bà bà chun tên là này nâng bà làng vinh bà xâm bà áp tổ tùl bàn ca bình chạy bà bì ọ bà co tổ tùl nông rồi dạ bê đại viên rung chăm ca chạy bình chạy nâng phát cầm đọt nha. Ok chân ca tổ tùl khóc trâu ở bây xong khăn nâng đại thư ai ca đất nôm tên này ta mà TCP protocol nâng cứ tình yêu bàn cái hào tha ca tổng lệ tổng nào nó cứ ai à, chưa chạy bàn reliable communication bà tình yêu bàn tình đấy ở bạc bóng nè. Ok bà chương dương cho bà xong bàn tích tiết đồng bây bà chọc bì ở UDP bà đại sao protocol bà transport dương miền bì cứ TCP ở UDP bà UDP bình bà chân UDP cứ copy ở TCP mà vì ở miền dân là ca bằng ca tạm bàn tế bà nè tổng ọc niềm mơ và tệ tên là protocol mùi bỏ application cứ TFTP đi và cứ bê để mong đoàn sửa tốt transport và pra và bê để mong đoàn transport cứ pra và UDP nha đối ban bằng hai những hàng lớn và protocol bỏ application cứ TFTP bê để mong đoàn transport cứ pra UDP và ok, chân mơ bì UDP hình tích đầm bây nè tổng ốc nê căn tờ xì chùm bà bì biết chân bán át thị bài khlạc lạ hay. Bà, a file is sent to server using bà, trivial file transfer protocol bà, TFTP application. Chân bê đà dưới bà chun file bì TFTP client mà TFTP server. Hai bê đà chân bì application kháng client bà mà đo transport kháng client. Chân transport layer khẳng client ấy cứ pra UDP và đâm bay đặc nông bật tố và UDP segment the data to be sent and sum all data based effort và chân UDP nâng vì chai data thông nâng tổ chia chùm này hai và chun group chùm này nâng tăng ổ tại một đó và vì tăng ổ là tập hiếp đâm bay và chun group chùm này tôi nâng và tại mà đoàn tập can cool down tại mà đoàn up miền phải chun pi bay chậm này mà đoàn hai rung chạm ano lên chậm mình hai bàn phải chun mà đoàn tiền đôi giờ và thi sĩ phí đó dù thì phí cứ vía bấm bay chi chậm này tôi thấy vía phải chun bà tiếng ở tại mà đoàn ok bà chiếc cao để vía phải chun bẹp nó cứ đồng nai cao vía và có nó vía đường lươn chiền và thi sĩ phí đó ok lớn là tôi mà mơ rụp thi phí đấy. The file server receive all six segments. No acknowledgement is sent. Bà chân TFTP server để chia file server nâng vì tổ tôi bàm tên ở phòng mùi segment để bàm sân bì ở sân đơ nâng bà bì TFTP client nâng vì ọt acknowledgement tổng với nhỉ. Bà chân xâm nô số tha ta TFTP client đang tha message nâng bàm tên đo cô đau chút chế thế. Ok, ọt đăng này hai số thằng message nó bật cọt thì tao đau cô đau chút chế thế mình bật cọt mà rồi thì rồi mình tình yêu bạn tha thì bà phần xuân mà miền bài hà tam lâu nên phải chăm ọt hai tao đau cô đau bạn chút chế chẳng hai ba mà bà UDP nhưng hà viết tha unreliable. Ok chẳng như mơ ca thư ca bỏ UDP best effort delivery bà viết trong bài phần chun miền phần bán cứ phần chun tập ọt còn là ca thuê bẹp nâng à, cứ vì unreliable và vì ban lươn bếp tay mình ai chưa chạy ban mà rồi phía đôi tha tên ở đây là mình bạc bọn thì no acknowledgement và đời xa tay ọt miên acknowledgement hơi ban chia unreliable và ọt miên ca tiêm to tổ viên ở sender receiver nâng hơi ban là ọt ai tục chật bản nè. Ok chân ta application programmer cua pra TCP và application program mà cua pra UDP và chương dương châu chúng nói mới tiết hay khi nhầm tôi bị chọc chúng nói đang chạm dương sầm rã đó. Ok và chỉ bay để tí tiết dương bị chọc biết. Ok để xa và hồi toàn là thân nạ và xây xây tiết là khi nhầm đo chúng nói đang đối kia đó mình dương lại đi mô thì tới việc khá phim liền tích bà chương dương mới chúng nói mới tiết cứ the right transport layer protocol for the right application
bà chân ca transport bà layer protocol nó cứ dùng prapras sầm rap application trầm trở bà chân dân cho sầm đào tha ta cam bị thi prapras nà bà prapras TCP bà protocol bà transport layer hay cam bị thi prapras nà để dân prapras làm bài tê data ở kia tụi mình tụi bảo nó prapras UDP bà chân nó không rupee này dân bằng hai tỷ ca prapras UDP hay nâng TCP chân UDP cái pra tẹt tao nâng ở ca đặc nom lồng hô này bà sầm lấy hay nâng ở video stream mà tẹt tao nâng ca live video chỉ đáp ok hết ấy ba bà UDP vì cái pra chỉ môi nâng lồng hô và ca đặc nom lồng hô sầm lấy hay nâng lồng hô này ca live video nâng bà đời xa tẹt tao nâng lồng hô này video hay nâng lồng hô này sầm lấy nâng bà đầm bay ở sạc mà phim nâng ruột rồi bớt bà chân viết tao ca ca phải chun ở sạch mà nó cứ bà to không đi tại mà đỏ bà cứ cho không đi tại mà đỏ tớp sạc cam phim viết tao rồi có sầm lên để dương cầm bông để sạp nó cứ vì mưa tớ cứ ruột rồi bớt tại mà đỏ chân UDP cứ bị ai chơi to bằng đàn bà tại sao UDP rồi sạch mình tiếng ở bảo viết cứ viết phải chun bàn to không đi tại mà đỏ nè ok bà xanh bà dương do cái TCP mà pra với hình tiện tên lùm hô này ca like video ấy ok hơi dương chạy video dương chia bà chụm này tui chỉ chẳng hai xanh mà đo bì bay chụm này bà to bó chăm tật tuôn ca à nô lên chụm bánh hai bàn xanh mà đo bì bay chụm này chân ca tu sở ra bà dương nó cứ sở ca mà phím nó bị ọt lũ này thì ho cầm tôn đai bà chụm hiến stop tật tuôn bà bì bay chụm này tiết bàn bà to mà chụm hiến tiết chụm bảo ok chân tại tao đang lục hô này sập lê lục hô này video để like nó cứ off xong sớm chỉ mùi đang TCP thì cứ xong sớm chỉ mùi lẹt cả nạ bỏ UDP mùi bên tiệt bà tôi bây chi UDP với off ai thần nia ban bà tổng lục chất mà đói phía đói cả đói bà vì ai miền ở phần này là bạc bóng bà phần tay nè tổng hợp đi xong kết mơ tệ tâm nâng ca lùm hô nây xong lên hay nâng ca lai vi tố nè bà tôi bây chỉ dương bạc bóng mùi chấm nay pi chấm nay để xích mân cả đòi ca đồng khá nâng vì ọt miền chỉ ca có xong co mùi ở cu ở bần ai từ tôi cho bán thế vì đồng khá tài tích nâng bà bà tôi mong sẽ cam phím nâng thọ mà đa lần mình bà đôi nhật ọc nì mơ ca lai và kê tàm Facebook về khắc lại lại tới bài nhà connection dương pro lắm bà dự khơi đồng khan dương tách má còi má connection dương lo lòng vĩnh sẽ cao một phím nó cứ rồi vương lòng vĩnh nhé ok chứ application tại ta đôi chia lục hồ này sầm lên bà IP telephone hay nâng streaming video live video chỉ đám nữa bà p đã mà đó là transport này chứ bà kia pra UDP protocol nằm bay đặt nó một to để xa UDP vì miền lẹ cả nạ xong sớp chỉ mùi nâng bập hết tên ở đây đã chia lũng hô xong lên hay nâng ca lai vì tổ nâng bà chẳng bố UDP vậy đấy bà ca pra viết xong sớp chỉ mùi bộ application đôi chìa tẹt tờng web, tẹt tờng nâng email bà tẹt tờng nâng database bà ok bà chia đám bà tẹt tao được file server ấy chỉ đáp bà đòi xa tay phục vụ application ở tận nâng person bà dương miên bắt bong chùm nay na mùi bà sạch mân na mùi bà con na tên ở đây nâng ọt ai dùl bà này bà ở tì hoa thay dương nhà file mùi bà tam dạ cam vị trí nhà máy xe mùi bà tam dạ cam vị trí tì hoa thay bà messenger chẳng đáp bì và computer bởi dưới và tập cam là computer mình phải bởi dưới là bây xong tình yêu kia đó hay file message để dưới sẽ là tiêu hoa dưới sẽ tha I love you hay message đó mà về để mau đó là TCP và vì trai trên chị bay và về mau đó transport vì trai trên chị bay chùm này đó tiêu hoa ai mà chùm này love mà chùm này you mà chùm này chẳng mỏ chẳng bởi xong là pra UDP đặc nộp bà ở tây hoa tha chạy đón với bạn ở chấm nai để laugh chân thì đại cứu sao tình yêu và những từ tôi bạn mày xây dựng ai dù ok dù bạn đấy ok ở dù bạn đấy chân cả bạn bao chấm nai là mui bà chấm po application bà đôi chia web đôi chia mail bà đôi chia file server ấy chỉ đa bức
việc thuê ở trên đấy nó bắt phép đàm và bị ba đồng ca cái dùng chẳng ba là cái phá và TCP và tại sao TCP về biên dân đồng ca này ca ở tam bán rồi viên ở sender receiver chẳng tình nia tha tên đồng đấy nó người đẹp xa ba nâu lũng đoàn đàm nè ok và chẳng ở đây cứ tệ tao đồng ca pra ở protocol bọc transport và trăm trăng tờ ta mở application và tờ ta mở application và đôi chia UDP xong rạp ở lùm hô nơi xong lên hay nâng ca lai vi tố ITCP xong rạp ở và web, mail và file server chỉ đạo nè ok và chắc nóng đi dương ba nơi át thì bài hơi hơi dương mơ TCP reliable ai chụp chất bán tại sao vì miên dương ca nông ca tiên tốt ok acknowledgement là thá và chắc ở đây vì tụi tôi ban chụm lại đây tình đấy viết tay để chạy với chết đồng bay confirm ở sender đang thả lại đang ban tụi tôi ok reason load đặt thả và person bảo tụi tôi ban là nô là chỉ mình pi receiver tế và sender đang và sender ta nó mà đòn tiền việc cất thả đặt ta nó được bắt bằng tạm lâu hơi deliver đặt thả in sequence order và hai ca phụ đặt ta nó cứ tới tam lùm đạp lùm đòi nè ok UDP fast lượn hay đấy bạn lướt đời xa ở phần màn xích mân đại viên ban một bài đăng viên phải chung tơ và to tèm đó hay ọt miên dân là ca này ca ở nô lịch mân này chẳng những mới ọt miên tơ ca nô lịch mân thế chẳng hẹt phòng là phải lướt và does not reason load data và chẳng data để bắt nó ọt xâm lần với nhỉ và đôi dân mơ dân cái lại bị tổ ấy về đại dân ra ạ ổn lắm cái giấy phát bát này chân miên reason là nâng vào với nhà dân đăng thế ọt đăng này và chân hai đấy vào reason là ta lúc rồi xa UDP vì miên dân là ca tam đa thả là ta đang bàn bạn nè ok chân vì ọt sân là vậy nhỉ hai deliver data as it arrive chắc ai tại data mà đòi viết cứ viết phải chun tại một đòn và phê đa viết một bài chơi chụm này hay viết phải chun tại một đòn nè ok bạn chân xong rạp ngay nâng dương phần năng sân hay riêng lưu mong nè tầng ọc liền tình đá chia sái nè ok là xa mình dùng cho phê vô liên đi mô tích tớ vì riêng ở dùm tích bà chân ở con chân dùm phương ở ca châu rùm bọn đẹp ở cái nế bà chân xâm rạp ở ngay nâng cứ dương ở bà chọc bằng nâng nế bà ở con